Xin chào các bạn, tôi là Phạm Thành Biên. Với kinh nghiệm đầu tư tài chính trên thị trường tài chính quốc tế từ năm 2005 đến nay, hôm nay rất vui được gặp bạn ở đây. Tôi có một món quà vô cùng tuyệt vời, một món quà miễn phí dành tặng bạn. Đó là một chuỗi 300 video. Vâng, một chuỗi 300 video chúng tôi đã thực hiện nó trong suốt một tháng qua để là tạo thành một món quà tặng bạn. Một món quà vô cùng ý nghĩa bởi vì tôi nhận thấy rằng hầu hết tất cả mọi người khi bước chân vào thị trường đầu tư tài chính đều có những cái lỗi là không có kiến thức, không có người dẫn dắt và không có một phương pháp làm việc đúng. Chính vì thế, có rất nhiều người đã bỏ cuộc, rất nhiều người đã đi không đúng con đường và mất tiền bạc. Và có những người đam mê thì họ phải trả giá bằng rất nhiều thời gian để có được cái phương pháp đầu tư. Và hôm nay, Biên muốn đúc kết lại những cái kinh nghiệm của mình suốt từ năm 2005 đến nay, tạo thành một cái chuỗi 300 video dành tặng bạn trong cái chương trình này. Thì vậy là nếu như bạn muốn sở hữu 300 video này, hãy đăng ký vào form phía dưới. Đăng ký ngay vào form phía dưới. Phạm Thành Biên sẽ gặp bạn ở phía trong. Trong cái chuỗi 300 video này thì Biên sẽ hướng dẫn bạn cách làm thế nào để kiến tạo cho mình từ tạo ra một cái kênh đầu tư từ 0 đồng và làm thế nào để tạo nó thành một kênh thu nhập thụ động và làm thế nào để biến những cái nguồn thu nhập đó thành những cái tài sản hiện hữu của ngoài đời. Vân vân và vân, rất là nhiều các cái trải nghiệm của Biên thực hiện trong suốt từ năm 2005 đến nay. Và Biên sẽ dốc toàn bộ tâm huyết của mình chia sẻ cho bạn ở trong chuỗi 300 video này. Hãy đăng ký ngay vào form phía dưới. Phạm Thành Biên sẽ gặp bạn ở phía trong. Xin chào và hẹn gặp lại ở phía trong. Click đăng ký ngay.